Tổng duyệt đêm hội Hải Phòng bừng sáng biển di sản, khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024, sẵn sàng cho chương trình khai mạc diễn ra vào tối mai 11 tháng 5. Ngành y tế huy động mọi nguồn lực, chuẩn bị các phương tiện, vật tư y tế nhằm góp phần bảo đảm an toàn và thành công cho lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Tuổi trẻ Hải Phòng tích cực triển khai công trình thanh niên, chuyển đổi số trong tuyên truyền, quảng bá di tích lịch sử văn hóa, đem lại hiệu quả tích cực. Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng vừa trưng bày giới thiệu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ô cốp, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính trong chương trình 10 phút vàng hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tối qua tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính tại khu đô thị mới Bắc Sông Cấm đã diễn ra chương trình tổng duyệt đêm hội Hải Phòng bừng sáng biển di sản, khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024. Chương trình đêm hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, cả về sân khấu, khán giả với khán đài có sức chứa lên đến vạn người. Chương trình được dàn dựng công phu, sân khấu nổi bật ấn tượng, tổng thể sân khấu lấy cảm hứng từ hình tượng bông hoa phượng bừng nở, tạo cảm quan về thành phố Hải Phòng vươn lên mạnh mẽ, nêu bật dấu ấn trọng đại, thành tựu quan trọng trong hành trình xây dựng, phát triển thành phố. Với việc bố trí hợp lý, khán giả ngồi ở bất cứ vị trí nào cũng có thể thưởng thức được đầy đủ nội dung của chương trình. Chương trình khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề Hải Phòng bừng sáng miền di sản có thời lượng 80 phút. Trong đó chương trình nghệ thuật gồm 3 chương, gồm Khúc Nguyệt Cầm của biển, Hải Phòng rạng rỡ tháng 5 và Hải Phòng bừng sáng miền di sản, được dàn dựng với chất lượng nghệ thuật cao, thể hiện các giá trị, nét đặc trưng tiêu biểu nhất về huyền thoại, lịch sử, di sản văn hóa, hình ảnh, con người Hải Phòng bằng thực cảnh, kết hợp cùng công nghệ AR. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của hàng nghìn người, trong đó có nhiều đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Qua tổng duyệt, các đồng chí lãnh đạo thành phố và thành viên Hội đồng Nghệ thuật thành phố ghi nhận những nỗ lực cố gắng của ekip thực hiện, đồng thời đề nghị ekip tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện kịch bản lời bình, sân khấu bảo đảm phù hợp để chương trình diễn ra vào tối mai 11 tháng 5 thành công tốt đẹp, mang đến cho các đại biểu, khán giả và du khách những ấn tượng, cảm nhận sâu sắc về một Hải Phòng đổi mới, giàu bản sắc văn hóa, thân thiện và mến khách. Chương trình không gian văn hóa Đình Làng Hải Phòng xưa vừa khai mạc tại di tích Đình Hàng Kênh. Trong khuôn khổ của lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề Hải Phòng bừng sáng miền di sản, việc tái hiện lại không gian văn hóa Đình Làng Hải Phòng xưa tại di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đình Hàng Kênh có ý nghĩa lớn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Chương trình do Bảo tàng Hải Phòng, Ủy ban nhân dân quận Lê Chân, Ủy ban nhân dân phường Hàng Kênh phối hợp tổ chức. Chương trình diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5. Với rất nhiều nội dung hoạt động ý nghĩa như chợ quê, trưng bày hoa lan hay các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống, múa rối nước, hát đúm, hát cửa đình, biểu diễn nghệ thuật chèo, áo dài cổ. Với sự tham gia của rất nhiều câu lạc bộ trong và ngoài thành phố, các tổ chức đoàn thể, trường học và nhân dân trên địa bàn phường Hàng Kênh. Nét mới của không gian văn hóa năm nay là việc có sự tham gia của các đơn vị câu lạc bộ, các tỉnh thành phố bạn như Hà Nội, Hải Dương, Nam Định sẽ mang đến một không gian văn hóa đỉnh làng đầy sống động, đậm đà bản sắc dân tộc. Hòa chung không khí chào đón lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm nay, ngành y tế đã huy động mọi nguồn lực, chuẩn bị các phương án vật tư y tế để góp phần bảo đảm an toàn và thành công cho lễ hội. Vụ tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024, Sở Y tế được phân công nhiệm vụ đảm bảo công tác thường trực cấp cứu, an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Đến thời điểm này, Sở đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho lễ hội. Thứ nhất, chú trọng vào công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là cái vệ sinh an toàn thực phẩm của các thực phẩm đường phố. Cái thứ hai là đảm bảo cái công tác an ninh, khám bệnh, chữa bệnh. Toàn bộ hệ thống bệnh viện từ tuyến thành phố đến các tuyến y tế cơ sở cũng sẵn sàng để vào những cái nhiệm vụ. Cho đến nay, thành phố Hải Phòng cũng đã đảm bảo đủ để có thể cung ứng, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc hoặc thiếu vật tư y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố. Sở Y tế phân công Trung tâm Cấp cứu 115 bố trí bổ sung xe cứu thương với đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, y dụng cụ và cán bộ chuyên môn đủ năng lực thường trực tại địa điểm quảng trường Trung tâm Chính trị, Hành chính, khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên.
Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên bố trí bổ sung một xe cứu thương với đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, y dụng cụ và cán bộ chuyên môn đủ năng lực, thường trực tại đơn vị, sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu. Công tác chuẩn bị về y tế với mục tiêu đảm bảo phục vụ y tế tốt nhất cho các hoạt động lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 đã sẵn sàng, góp phần bảo đảm khai mạc lễ hội diễn ra an toàn. Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng vừa trưng bày giới thiệu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ô cốp hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại khu vực vườn hoa Tố Hữu thuộc giải trung tâm thành phố. Thời gian trưng bày giới thiệu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ô cốp từ ngày 10 tháng 5 đến hết ngày 18 tháng 5. Chương trình với mục đích trưng bày giới thiệu tới người dân các sản phẩm ô cốp của các tỉnh thành của thành phố Hải Phòng và quận Hồng Bàng, qua đó đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn quận và thành phố. Gần 120 gian hàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho khai mạc vào tối nay. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của quận chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng Hải Phòng và lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2024. Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và tạo động lực phát triển trên nhiều lĩnh vực. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ trong tuyên truyền, quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, tuổi trẻ Hải Phòng đã tích cực triển khai công trình thanh niên chuyển đổi số trong tuyên truyền, quảng bá di tích lịch sử, văn hóa, đem lại hiệu quả tích cực. Tiếp nối thành công trong việc số hóa nội dung các di tích lịch sử, văn hóa, Thành đoàn Hải Phòng vừa cho ra mắt công trình thanh niên ứng dụng công nghệ VR360 trong quảng bá di tích lịch sử, văn hóa tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nếu như trước đây, việc số hóa các di tích lịch sử chỉ dừng lại ở hình ảnh và thông tin giới thiệu, thì giờ đây, với công nghệ VR360, một tour tham quan thực tế ảo mô phỏng lại toàn bộ không gian tổng quan bên ngoài và chi tiết bên trong các địa điểm di tích lịch sử văn hóa sẽ cho phép khách tham quan cảm nhận một cách rõ ràng, đầy đủ và nhanh chóng. Riêng với VR360 thì nó bao gồm hình ảnh cũng như là có cả thuyết minh trong đó, mà mình đi du lịch giống như là mình đi du lịch không cần đến địa điểm nhưng mình có thể du lịch qua màn ảnh nhỏ. Thì ở đây ngoài ra thì nó có cái tác dụng là mình có thể lưu trữ cũng như là quảng bá cái thông tin về các cái khu di tích lịch sử, văn hóa. Tập trung vào những cái công tác chương trình tuổi trẻ sáng tạo và những công trình thanh niên thì đoàn thanh niên của Quảng Hải Phòng đã tiên phong và vô cùng vinh dự khi đóng góp một phần sức lực. Vì vậy sắp tới Đoàn Thanh niên Cục Hải quan thành phố Hải Phòng cũng dự định sẽ mang về và triển khai, có thể triển khai trong tương lai đối với các địa điểm như là khu công nghiệp và các địa điểm khác tương tự. Việc ứng dụng công nghệ VR360 trong quảng bá di tích lịch sử, văn hóa sẽ góp phần thu hút đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, các di tích được lưu trữ, bảo tồn và cập nhật liên tục trên nền tảng số. Sự tiên phong, ứng dụng chuyển đổi số thể hiện qua các công trình thanh niên là minh chứng rõ nét cho tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Hải Phòng trong việc quảng bá văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương, thúc đẩy sự phát triển ngành du lịch trên địa bàn thành phố. Chuẩn bị bước vào cao điểm mùa du lịch hè năm nay, tại bến phà Đồng Bài, Cái Viềng, Ra Đảo Cát Bà, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa đang được Công an thành phố và các đơn vị chức năng tập trung thực hiện. Để phục vụ người dân và du khách, Ban Quản lý Bến Phà sẽ đưa tối đa phương tiện vào khai thác. Trong số 8 phà có 4 phà trọng tải 100 tấn, 1 phà trọng tải 80 tấn và 3 phà nhỏ tự hành. Để đảm bảo an toàn, giúp du khách di chuyển thuận tiện, an toàn, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được đơn vị chủ quản, các lực lượng chức năng tập trung triển khai với nhiều giải pháp thiết thực. Dự báo vào mùa du lịch hè, Bến Phà Đồng Bài, Cái Viềng sẽ phục vụ hàng triệu lượt người và phương tiện lưu thông từ đất liền ra đảo và ngược lại. Với đặc thù là tuyến đường thủy nội địa, lại hoạt động đan xen với luồng hàng hải, nên năng lực vận chuyển, thời gian di chuyển, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy đang được các đơn vị chức năng đặc biệt quan tâm, qua đó giúp người và phương tiện tham gia giao thông an toàn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 10 phút vàng ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành với chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.